Chào mừng các bạn đến với học thuật ngữ y khoa qua hình ảnh mỗi ngày. Hôm nay chúng ta có các từ sau. Toxicities from immunotherapy. Toxicities from immunotherapy. Toxicities from immunotherapy. Các độc tính từ liệu pháp miễn dịch. Respiratory. Respiratory. Hô hấp. Pneumonitis. 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 Viêm phổi. Pleuritis. 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 Viêm màng phổi. Sarcoid-like granulomatosis. Sarcoid-like granulomatosis. Sarcoid-like granulomatosis. Bệnh u hạt giống sạc huyết. Cardiovascular. 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 Tim mạch. Myocarditis. 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 Viêm cơ tim. Pericarditis. 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 Viêm màng ngoài tim. Vasculitis, 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 viêm mạch máu. Gastrointestinal, 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 dạ dày ruột. Colitis, 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 viêm đại tràng. Ileitis, 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 viêm hậu tràng. Pancreatitis, 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 viêm tụy. Gastritis, 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 viêm dạ dày. Neurologic, 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 liên quan đến thần kinh. Neuropathy, 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 bệnh lý thần kinh. Meningitis, 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 viêm màng não. Encephalitis, 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 viêm não. Myasthenia, 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 nhược cơ. Musculoskeletal, 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 liên quan đến cơ xương khớp. Arthritis, 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 viêm khớp. Dermatomyositis, 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 viêm da cơ. Blood, máu. Hemolytic anemia, hemolytic anemia, hemolytic anemia, thiếu máu tàn huyết. Thrombocytopenia, 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 giảm tiểu cầu. Neutropenia, 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 giảm bạch cầu. Hemophilia, 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 bệnh hemophilia. Eye, eye, mắt. Uveitis, 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 viêm màng bồ đào. Conjunctivitis, 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 viêm kết mạc mắt. Scleritis, 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 viêm cổng mạc. Episcleritis, 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 viêm thượng cổng mạc. Blepharitis, 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 viêm bờ mi. Retinitis, 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 viêm võng mạc. Endocrine, 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 nội tiết. Hyper or hypothyroidism, hyper or hypothyroidism, hyper or hypothyroidism, cường hoặc suy giáp. Hypophysitis, 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 viêm tuyến yên. Adrenal insufficiency, adrenal insufficiency, adrenal insufficiency, viêm tuyến thượng thận. Diabetes, 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 đái tháo đường. Liver, liver, gan. Hepatitis, 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 viêm gan. Renal, renal, thận. Nephritis, 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 viêm thận. Skin, da. Rash, 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 phát ban. Pruritus, 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 ngứa. Psoriasis, 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 vảy nấy. Vitiligo, 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 bạch biến. Stress reaction with eosinophilia and systemic symptoms.
stress, it means stress reaction with eosinophilia and systemic symptoms. Stress, it means stress reaction with eosinophilia and systemic symptoms. Phản ứng thuốc với các bạch cầu ải toan và các triệu chứng toàn thân. Stevens Johnson. Hội chứng Steven Johnson. Các bạn hãy luyện tập hàng ngày nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các bài học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.